trình hay, phong phú, đặc sắc, thích hợp cho các doanh nghiệp, giảng viên kiến thức tốt. Các thầy rất là chuyên nghiệp. Tư vấn xây dựng để tiến tới IPO doanh nghiệp. Về chuyện là doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp startup và các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể IPO không? Rằng là giấc mơ IPO là có viển vông hay không? Thì khoảng chưa đầy một năm nay đấy, nó có một cái trào lưu rất mỹ đó, nó đang thường rằng là cái chương trình đào nó là một sự gợi mở, tạo cho chúng ta cái bước đầu là chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn và một sự chuẩn mực của cái công ty, rất nhiều cái case study. FPT, Thế giới di động MobiWorld, Vinamilk, Sabeco, Masan Consumer, Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Techcombank, Vingroup. Thì đây là những cái tên điển hình ở trên thị trường chứng khoán niêm yết. Thì đây là những doanh nghiệp top ở Việt Nam và cái mục tiêu mà mình hướng tới sau IPO. Được những khái niệm cơ bản về IPO nào, cần chuẩn bị những cái gì, tại sao doanh nghiệp thực hiện IPO niêm yết, bị những gì để doanh nghiệp của mình sau khi IPO thì nó sẽ là trở nên sexy hơn, thu hút hơn đối với nhà đầu tư. Việt Nam có 3 sàn chính là Upcom, Hà Nội Stock Exchange, HNX và HOSE. IPO nó là một trong những con đường mà người ta sẵn sàng, người ta bỏ tiền ra, người ta làm chung. Nhưng IPO thành công thì mình phải luôn luôn bắt đầu bằng câu là nếu như tiền không là vấn đề, nếu tiền không còn là vấn đề thì cái vực của anh, cái mô hình vận hành ra làm sao? Cái đầu tư nó rất là sôi động và nó gắn liền với cái cuộc sống của mình ha. Đúng rồi, cách đây 4 năm tháng các anh chị nhớ cái Cotecon với lại nhà đầu tư Custo, mà tình hình hiện nay Cotecon là chẳng như mất 1.000 người sao đó. Rồi nhóm sáng lập, nhóm điều hành cũ thì đi ra New Techcon hay là Recon gì đó ha. Rồi doanh thu lợi nhuận của Cotecon thì đi xuống. Thì theo các anh chị, ai là nạn nhân trong cái deal này? Các anh chị ủng hộ ai? Các anh chị theo phe của ông Nguyễn Bá Dương hay là anh chị theo phe của Custo? Cái doanh nghiệp á là cái vốn của chúng ta đó là gọi là vốn cổ đông, vốn chủ sở hữu, và phải có thêm vốn nợ đó, thì mới ra được cái tài sản. Cái doanh nghiệp chúng ta đó để có kinh doanh là chúng ta phải có tài sản. Thì tài sản nó chia làm hai cái loại tài sản chính là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Thì trong tài sản ngắn hạn thì có tiền, có những cái thứ người ta nợ mình và có hàng tồn kho. Có tài sản dài hạn, có tài sản cố định, có nhà mặt, có thiết bị văn phòng, có công xưởng, có nhà. Bốn phương pháp định giá nghiệp là phương pháp ước tính chi phí, phương pháp sẽ định giá tài sản, phương pháp so sánh PE, PS, PB và phương pháp cao nhất là phương pháp chi khấu dòng tiền. Mà tầm cổ phiếu á, thì chúng ta lấy giá trên từng cổ phiếu, chúng ta chia cho lợi nhuận trên từng cổ phiếu. Vấn đề pháp lý với cổ đông hay nói nôm na là vấn đề pháp lý.
sở hữu, trong đó cả tài sản sở hữu trí tuệ. Pháp luật quy định ra nếu có một cách gì xảy ra mà doanh nghiệp không chứng minh được rằng cái vốn 10 tỷ đó đủ để thanh toán cái nghĩa vụ của mình như cái phần vốn góp, như cái phần vốn điều lệ, chịu trách nhiệm vô hạn trong công ty bản chất hữu hạn. Trong cái công ty á thì nó có một cái nhóm người cực kỳ quan trọng thì được kêu là thành viên hội đồng quản trị. Nguyên cái nhóm này nó gọi là một cái board member, là nói yếu tố này để mà thấy cái nhóm người này cực kỳ đặc biệt, là trong những cái lúc kể cả những công ty nó lớn hơn thì có những cái giai đoạn nhân viên nghỉ hết, hội đồng quản trị xuống làm hết. Quyền lợi và trách nhiệm và vai trò của hội đồng quản trị trong công ty nó cực kỳ quan trọng. Góc nhìn về business nó có góc nhìn khác, cái không ai nghĩ ra được hết cả một việc. Chúng ta phải đi thì chúng ta mới thấy. Phải làm mình cố hết sức. Coi những cái bài học quá khứ nó là những cái hành trang của mình đi. Lý do bên YouTube nó cắt cái bài toán của Giao Anh là cái sự phát triển bùng nổ của Giao Anh mà ảnh hưởng đe dọa tới vị thế toàn cầu.